Dạ Long Thanh Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là cô Hồng U58 Bình Thuận. Chắc là bà con nào theo dõi cái vấn đề này chắc cũng là không lạ với là cô Hồng U58 đúng không ạ? Hôm nay cô Hồng cũng là rạo rực cả đêm không ngủ được. Không biết là nó nốn cái gì mà cũng là cái như cái chiêu bài những ngày xưa cũng là xách cái quần rồi lên xe để mà tới kể như là gặp những kênh YouTube để mà quay lên để mà tìm chồng. Nhưng đợt này đúng không con, là cô rút được cái bài học kinh nghiệm, có nghĩa là những ngày vừa qua đó là cô kể như là lên không gian mạng là cô chưa công bố mức thu nhập nhưng hôm nay cô rút kinh nghiệm rồi, là cô lên không gian mạng là cô công bố mức thu nhập luôn. Có nghĩa từ khi mà bà tiếp cận được với là đại gia U74 Sơn Đĩ đó, tiếp cận được Sơn Đĩ thì rút ra được một bài học kinh nghiệm gì, đã lên trên cộng đồng mạng là phải ôm theo bom nổ. Trời ơi, bây giờ bà con biết mức thu nhập của là cả cái bà U58 này bao nhiêu hay không? 100 triệu 100 triệu một tháng, là sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, có nghĩa là một tháng bà bỏ là vô túi đó, vô tài khoản đó, là bèo bèo cũng được 100 triệu đó là bèo đâu quý con. Còn những tháng mà bà đi tour được á, có nghĩ chắc tiền tỷ bán thuốc tây không, tháng bỏ vô tài khoản 100 triệu đó, mà như mà gặp mấy lúc mà bà đi tour mà ok đó. Tôi nghĩ chắc cả tỷ chứ. Bà nói hình như bà còn 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 thiếu đâu quý bà con. Tôi nói chưa thấy ai mà nói thật sự rậm ra rậm rực hết âm U77. Bây giờ đến cái bà Hà, rồi bà Hà cũng chưa kịp cỡ như là lắng động đến là bà cỡ như là bà Học. Những ngày vừa qua những nhân vật mà cực kỳ nổi tiếng trên không gian mạng toàn những cái trò gọi là lố lăng mắc nết, từ bà Ngọc, bà Hồng, bà kể như là bà Hà, ô toàn tên đẹp không quý bà con. Rồi cái như là U70, rồi U77, rồi U74, toàn là những nhân vật là U64 đại gia mà ôm 10 cây vàng đi tiễn vợ. Mà tôi nói cái loại này nó thật sự quý bà con, nói tiếng là nó chơi vui thôi, nó thật sự nói tiếng là chẳng qua là mình nói cho nó oi, chứ loại này bây giờ nó thật sự đâu có còn cái cánh mà kén cá chọn canh đâu, có nghĩa thả ra người nào hốt người nấy. Ông U mà U77 đó bà con thấy đi, mấy ngày vừa qua là lên cũng rậm ra rậm rịch, rồi hôm nay hình như là cũng ngày gọi là ngày cái như là đúng hẹn với là em Hà. Đấy, rồi không biết em Hà trả lời được cái gì hay chưa, nhưng tôi thấy là có cái thằng nó được, đó là thằng YouTuber, cái thằng YouTube mà nó ở trong cái động lưu trú đó quý vị. Nó lên cộng đồng mạng nó tuyên bố rằng không quay ông cụ U77, không sử dụng hình ảnh ông cụ U77. Nhưng mấy ngày vừa qua bà con thấy đi, thậm chí bây giờ nó đang sử dụng hình ảnh ông này một cách triệt để, đi gọi là đi phát cái như là phát quà phát đồ gì đó, cũng bắt một ông già đi không nấu, dán đi lẩm thẩm vậy đó, mà cũng để cho ông cái như là bơ từng cái thùng quà, cũng để cho ông gọi ngồi trước ống kính để quay quay để như vậy, quay để lấy cái lượt view của khán giả, để cho khán giả vào họ xem nhiều hơn khi thấy một ông già hư thân mất nết mà lên không gian mạng, đúng không? Lấy một ông già tai tiếng để PR cho cái kênh của mình, đây là một trong những cái hành vi mà thấy là cái đạo đức xuống cấp nghiêm trọng. Anh lên không gian mạng ít ra anh phải đưa cái nhân vật nào đó cho nó tử tế đàng hoàng tất coi. Đưa toàn là những ngày vừa qua sao quý con, trước khi ông cụ U77 lên đó thì gọi là gì, chủ tịch bóng đá, rồi không biết hôm nay bò đá rồi cái như là chạy đi đâu rồi, chủ tịch bóng đá hôm nay như là biệt dạng rồi đúng không? Bây giờ là bắt đầu là đại gia bò, đại gia bò, đại gia bò kết hợp với là cái
ông U77 rựng ra rựng rực. Đi bà con thấy lên xe là cái như là đi rận ra rận rực là tới phát quà phát đồ. Tôi nói sao đâu mà bây giờ nó thật sự còn những người mà gọi là vô tri, không biết là hình ảnh của mình lên mạng đó rồi nó đẹp đẽ chi hay không. Một đại gia trang trại bò 500 con mà cái đầu hình như là nó cũng tương tương giống những con mà cô đang nuôi, cho nên là không hiểu được, không biết là cái vấn đề là nó đẹp đẽ hay là nó xấu hổ chỗ nào. Đó, vậy đó mà đi mà rận ra rận rực sánh bước cùng anh kể như là U77. Bà con thấy kìa, một trong những cái mà thực sự quý bà con, một trong những cái mà tôi thấy cái sự là nó trơ trẽn ở đây. Ủa sao kỳ vậy? Đại gia bò với đồ chi mà bây giờ cái ăn rồi cái ngày tối cái bu theo cái đít của thằng YouTube này để PR cho nó. Hả? Rồi một ông gọi là cũng là khắc tình, cả như là gọi là cần tình đến mức mà điên loạn. Hả? Lên không gian mạng làm trò cười cho thiên hạ. Rồi những ngày vừa qua tôi nói là từ đâu mà ông U7 này biết được cái chỗ là cái động lưu trú. Có nghĩa cũng thông qua một người con, cái người con mà hay lên không gian mạng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ông này gọi là đầu đường, ông này gọi là đầu dây mối nhợ, xin lỗi quý quan, không phải đầu đường xóa chợ mà ông này gọi là đầu dây mối nhợ. Rồi lên đấy rồi cái là tung hô lên lên đó, rồi kết nối đẩy cha mình vào trong một cái trò chơi của xã hội, đẩy cha mình vào một trong những cái để cho xã hội phải chê cười, đúng không? Không có người con đấy, ông quớ làm chi cái chuyện. Ông biết là cái YouTube là cái chơi, bản thân ông cũng đã thể hiện một cái gì, tôi là chưa bao giờ lên cộng đồng mạng tôi xem người ta nói tôi cái gì. Có nghĩa là ông bây giờ ông thích làm cái gì thì ông làm, ông không còn mà quan tâm đến là cộng đồng mạng nói cái chi. Những ngày vừa qua mình nói đó là để cho những người con của ông thức tỉnh thôi, vì những người con ông chắc anh sẽ có nghe những cái clip này, còn bản thân năm quớ là chắc anh ông không nghe. Và ông có nghe đi chăng nữa, ông cũng không bao giờ tiếp thu. Vì cái bây giờ đó, cái bây giờ cái mục tiêu của ông là phải có được người đàn bà để ông dẫn về ngay và liền. Lên mà lên nó thật sự lên chọn vợ mà giống như đi gọi là đi mua trâu mua bò quá vậy. Thì thôi bây giờ gặp đại gia bò thôi, ta dẫn về luôn đi, đúng không? Đấy, hợp, tôi thấy hợp đó. Bây giờ gọi là kẹp nách dẫn về thôi chứ mình, nhưng mình nhắm mình đủ sức để chăn bò hay không? Chứ cô này là gọi là mua gọi là tiễn chồng về để mà kích cỏ đấy quý vị, tiễn chồng kích cỏ nuôi bò thôi. Cô là không phải là cô là đại gia, nhưng cô là thể hiện cô là người giàu thôi quý vị. Đồ vô mà chỉ cái miếng đất đấy, bà con biết đất đấy, miếng đất là miếng đất thuộc dự án của điện mặt trời. Hiện bây giờ là cái như là tất cả do cái cơ chế của điện lực á, nó chưa có những cái gọi là cho phát vô điện lưới 100% với công suất nhà máy, cho nên tất cả những cái nhà đầu tư thì người ta đang chỉnh lại. Cho cái miếng đất đó là nó nằm trong cái quy hoạch của là điện mặt trời ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, làm hai cái vị trí này, hai cái địa phương này đó là đang phát triển mạnh về cái điện gió nè, điện mặt trời nè, cực kỳ cả như là nhiều luôn, rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều tập đoàn vô đó đầu tư. Cái miếng đất vừa rồi mà đứng gọi là đại gia bò đấy quý bà con, nó cũng nằm trong một trong những cái khu dự án điện mặt trời. Cho nói để đại gia bò có cái thời gian tính lại, nhiều lúc rồi cái như là đi chăn bò biết rồi, không biết là cái không gian mạng thế nào, nhiều lúc rồi không biết là miếng đất đấy nó thuộc cái dự án chi. Rồi để cho một số người bảo rằng bây giờ là đại gia để đồ, người ta lao vô tội, tội người ta, tội những anh mà bây giờ là giống như là cái như là đang nằm chờ súng rụng đó, đang nằm chờ súng rụng, đang nằm không đó, chờ có đại gia về mà rước đó quý vị. Cực kỳ phản cảm. Một trong những cái mà thật sự không biết là bây giờ nói thật sự mấy người đây mình nói là có lọt vào tai họ hay không. Chứ tôi thấy là phải nói một câu gọi là mất nết về già quý vị. Tôi nói mất nết trẻ còn dậy được, còn uống nắng được, còn mất nết về già thôi chịu. Cứng quá rồi, không thể uống nắng được.
cái bà Hồng đấy, bây giờ bà cũng rận ra rận rực lên cũng tìm chồng, mà bà đấy bà xách cái cúa của bà đấy, bà đi đi khắp nơi đã. Đi khắp nơi mà lên bây giờ lên đó, lên vẫn còn là chánh cha chánh chuệ, bà con thấy không? À, hôm nay bà lại lên cái kênh này, bà lên kênh này bắt đầu là bà cũng tiến trầm. Hôm nay bà nổ, bà con nghe bà nổ nè, ghê lắm. Trời bà lại bà nổ là nó thật sự. Mình nghe mà cảm thấy là nhục thay mà. À, quen rồi quý bà con, những ngày vừa qua tiếp cận với đại gia không, giờ bà này cũng là trở thành đại gia luôn, thấy không? Mấy ngày vừa qua tiếp cận toàn đại gia không, thì bây giờ là bà là cũng trở thành một đại gia. À, mà đại gia bà đây nó thật sự quý bà con nghe mà mình nghe mà thất nhục. Dạ, cũng tương ngon hết chưa ha? Ngon em. Đã không cơ, phán được mấy 20 triệu không? Mấy 20 triệu thì tắm sao nổi. Có thể 100 đủ đi chứ. Nhắc lại là một tháng mười mấy 20 triệu sao sống nổi, phải là 100 trở đi, nghe nói là tiền tỷ mà. Nghe nói tháng nào mà thật sự là cô mà đi tour được á, nghe nói là ngày đêm mà như là được mấy ngàn đấy, đúng không? Phải hô tiền tỷ chứ, bây giờ nó thật sự phải chơi lại cái ông đại gia mà đại gia sân đỉ kia chứ. Sân đỉ là ngày thu 30 triệu. Còn bà đây bây giờ một tháng là bà kiếm phải là cái như là 100 triệu trở đi nha. 100 triệu trở đi chứ không phải 100 triệu trở lại nha. 100 triệu trở đi là trừ tất cả các chi phí ăn uống rồi. Thì bà bảo tôi 100 triệu. Cũng lên với cái giọng điệu gì, bây giờ là tôi cũng lớn rào, con cái cũng có nơi có chỗ rào, bây giờ đi tìm một cái nứa cho riêng mình. Tôi nói, ủa già mà sao mất nết dữ vậy, bây giờ cái nghe người ta cái nghe thấy đại gia bò 500 con. Rồi thấy sân đỉ là ngày thu nhập 30 triệu, rồi thấy ông già U64 kêu ôm lên là cái cả 10 cái vàng đã tiếng giờ. Thì bà đây bây giờ bà cũng là rạo rực quá rồi. Bây giờ mấy người kêu lên là đại gia thì ít ra bà này bà lên bà cũng phải thể hiện bà chứ. Lên bắt đầu là phóng ra một câu, trời ơi, thu nhập bây giờ mà cái như là 15 triệu anh uống cháy phải là 100 triệu ngoài. 100 triệu ngoài. Rồi bà quảng cáo con của bà con nghe thấy kìa. Con của tôi đó một tháng nó tiêu không dưới 60 triệu. Ủa đi ăn cướp nó tiêu hả? Hả? Con của tôi đó một tháng nó tiêu không dưới 60 triệu. Đồ đạc tất cả nó mua mà bây giờ nó chắc đóng cả như là trong nhà của tôi đó. Mà bà qua những cái kênh như là thằng Chiến của Bắp, bà nói rằng gì? Bây giờ đó là do tôi đen tôi già thế này, do tôi ở trong một cái căn nhà tôn, rồi khí hậu ở tại Bình Thuận nó nóng quá cho nên là khiến cho tôi già hát. Nhà là bây giờ đang thuê ha, nhà bây giờ vẫn đang thuê. Với một cái như là một năm, nếu mà tính trung bình ra một năm bà này thu nhập hơn 1 tỷ, đúng không? Mà nhà bây giờ là đang thuê, con cái là tháng mà tiêu cỡ như là 50-60 triệu mua toàn những cái đồ là theo sở thích ha. Bà nói bây giờ con của tôi nó học thành tài rồi, nó ra nó cũng là thạc sĩ rồi, bây giờ nó tiêu tiền quá trời, một tháng nó tiêu 50-60 triệu, giống như cái ông đại gia mà ôm 10 cái bàn giá mà lên gọi tiếng vợ, đúng rồi con. Tôi trả tài xế cho tôi tháng 60 triệu đó. Đầu ra đấy, đồ có tài xế, có xe, mắc chi mà cái sách đồ ông để dưới đất làm chi, phải bỏ vô cốp xe cha nậu. Nó lòi ra cái giá trăng liền quý bà con. Vậy đó, vậy mà vẫn lên, vậy mà vẫn rượng ra, rượng rực lên để mà khuê của. Đầu đấy sao gặp mấy ông mà gọi là ông mê, gọi là mê đào mỏ đấy. Rồi ông dìa kể như là không có mỏ, ông đào là ông nhề cái miếng đất xéo, ông đào cho banh miếng đất xéo luôn. Đó hả? Mấy người mà gọi thích đào mỏ đó quý vị, là họ nghe trời ơi, bà này bà giàu quá trời quá đất luôn. Một tháng mà bà thu nhập á là kể như là 100 triệu ngoài. Thì bây giờ chắc anh sẽ có người họ dìa, nhắm vô mỏ họ dìa liền. Dìa đó mục đích gì? Đào mỏ. Mà dìa đó là không có mỏ, là còn miếng đất xéo còn lại đó, là họ đào là banh chành miếng đất xéo liền. Đảm bảo. Bà đi bán thuốc tây mà giống như là bà đi bán thuốc mà gọi là thú y quá vậy. Tao nói bây giờ thuốc thú y á,
mà không có bằng, không có giấy phép cũng tránh ai cho bán nha. Mà bà nói một câu gì bà con biết không? Trời ơi, bây giờ tiếng Anh nào đó mà anh gì đó, rồi ông thủ với tôi bán thuốc. Ủa, bán thuốc gì? Bán thuốc kích dục và bán thuốc chay mà bây giờ nói thật sự. Rồi mấy ngày vừa qua bà uống trúng cái thuốc chay mà bà đi dữ vậy? À, chẳng lẽ mấy ngày vừa qua là uống nhầm thuốc đấy quý vị? Cứ là bán thuốc mà, cứ vô là khách hàng bắt thử thuốc. Thử quá rồi bây giờ gọi là nó tích lắm rồi đúng không? Trời ơi, đứa đi nửa hôm mà xách cái quần mà chạy từ Bình Thuận chạy xuống tới Đồng Nai để mà cái như là lên hình lên ảnh cho bà chị. Mà bà này nó thật sự là bà đam mê, là cái nó thật sự là đam mê đi đêm. Đi cái tìm anh U77 cũng là đi ban đêm. Xuống tìm anh U đại gia 74 Sơn Đĩ cũng là đi ban đêm. Bây giờ là gặp cái như là cái kênh YouTube này cũng là đi ban đêm. Toàn là sách quần đi đêm không. Bây giờ là kinh nghiệm tràn trề rồi quý vị, cứ lên mạng một thời gian là bây giờ trở thành lão làng rồi, lão làng trong cái vấn đề gọi là đi tiếng chồng rồi. Rồi dựng ra dựng giật lên, bây giờ cũng lên ôm bôm mà nổ. Trời ơi, thu nhập mà tháng cả 100 triệu bây giờ không có thằng nào cái như nó ngó nó nhìn, mà bây giờ phải lên cộng đồng mạng để mà dương oai. Bà con thấy lạ không?